Kính chúc thầy sức khỏe, xin thầy quan hỷ giải nghĩa cho chúng con biết ý nghĩa của chữ Án Mani Bát Di Hồng. Câu này đi bắt ma. Thưa đại chúng, và chữ Án Mani Bát Di Hồng á, là cái chữ phiên âm từ tiếng Phạn là Om Mani Padme Hum. Đây là một câu linh chú sáu chữ, thường gọi là lục tự đại minh. Lục là sáu, tự là chữ, đại minh là ánh sáng lớn. Đây là sáu chữ mà tỏa ra ánh sáng lớn của Đức Quan Âm. Ai hành trì câu chú này thì lâu ngày cũng đưa tới sự định tâm. Chữ Án á, theo tiếng dịch gọi là quy mạng. Án nghĩa là quy mạng, nhưng mà đồng thời nó còn là một dẫn âm của các bài thần chú. Thí dụ mình tụng Án Bệ Sắc Thệ, Án A Na Lệ, Án Tất Điện Đô Mạng, Án Chiết Lệ Chủ Lệ, thì chữ Án là một câu dẫn âm. Cũng giống như mình hò vậy đó. Trước khi mình hò đó, hò dẫn âm đó. Đố ăn con gì trên đầu nó đội nón đỏ, mình thì tựa nhỏ bắp chân, áo chàng qua gấm đắt tiền. Hò ơi vậy đó, dẫn âm. Áo chàng quá gấm đắt tiền, ban ngày nhiều vợ tối ở riêng một mình. Rồi cái anh ảnh nghe hò đố ảnh vậy, đố anh con gì mình trên đầu nó đội nón đỏ. À, con gà. Thì cái người kia họ đáp là cũng vậy, hò con gà trên đầu nó đội nón đỏ, mình gà tựa nhỏ bắp chân, áo gà qua gấm đắt tiền, ban ngày hai ba giờ hò, ban ngày hai ba giờ tôi ở riêng một mình. Chữ Án là quy mạng. Chữ Mani là một viên ngọc quý, mà ngọc này nó có đủ khả năng nó lấn tất cả mọi cái cặn bã. Thí dụ như một ly nước đang đục, thả cái Mani đó vô là nó lắng là liền, được dịch là ly cấu. Cho nên mình mới có Nam Mô Ly Cấu Địa đó, Bồ Tát. Án là dẫn âm, Mani là làm ngọc, mà ngọc này là tượng trưng cho tâm. Bát Mi hay là Bát Di đó là tượng trưng cho hoa sen. Như vậy thì hoa sen là tượng trưng cho cái thức, cái tâm thức của mình. Mani là tượng trưng cho cái tâm bồ đề của mình. Chữ hồng nghĩa là gì? Hồng nghĩa là lòng từ rộng lớn. Hồng nghĩa là một cái sự thành tựu. Khi mình thành tựu được tâm bồ đề trong sáng để lìa tất cả mọi ly cấu, gọi là Án Mani Bát Di Hồng. Chứ khi mình đọc cái câu đó lên đó, là để muốn nhắc mình sống với tâm bồ đề trong sáng. Tiếng Phạn là Om Mani Padme Hum. Om Mani Padme Hum. Thì có bà cụ đó, bà tụng Án Mani Bát Mi Bèo. Án Mani Bát Mi Bèo. Ông thầy cũng nghe bà tụng Án Mani Bát Mi Bèo, ông ta cũng nói trời ơi bà tụng trật rồi, người ta là hùm mà sao bà tụng béo. Hùm béo, bà kia Án Mani Bát Di Hùm. Ông bà cụ tụng Án Mani Bát Di Bèo. Ông thầy đi ngang á, thấy cái nhà bà này tỏa ánh sáng thì nghĩ rằng trong nhà này phải có một cao nhân tu hành. Ai ngờ đâu bước vô nhà chỉ thấy bà già ngồi lần chuỗi Án Mani Bát Di Bèo. Thì ông này mới nói trời ơi bà ơi bà tụng trật rồi, cái câu là Án Mani Bát Di Hồng Di Hùm á.
Bà ông nói xong rồi, bà già đau khổ, tu mấy chục năm, niệm mấy chục năm, ai nhờ mình niệm trật. Thì khi mình niệm trật như vậy, bà buồn, bà niệm đúng trở lại. Ông thầy đi ra khỏi cái nhà đó, quay trở lại thì thấy cái nhà đó mất ánh sáng. Ông già thấy cái, thầy thấy cái lỗi của mình. Hùng hay beo gì cũng quan trọng, mà quan trọng tâm bà thành. Mấy chục năm nay bà thành tâm, bà tụng beo vẫn phát ánh sáng, mình nó đâu chen vô nó hùng, làm cho bà này động tâm mất ánh sáng. Ông quay trở lại: tôi xin lỗi bà, hồi nãy tôi đùa với bà đó, bà tụng hùm à, bà tụng beo mới đúng, thôi bà tiếp tục trở lại beo đi. Câu này Pháp Hòa cũng để trở lại tất cả những câu hỏi nào của quý vị thắc mắc là những từ phiên âm từ tiếng Phạn. Án lam hay là lam cũng giống nhau, bởi vì từ chữ Phạn ram. Ram thì mình đọc, có người đọc là án lam, có người đọc là lam. Chữ sa ha có khi đọc là tóa ha, xóa ha, ta bà ha, té bò ho gì. Quý vị biết cái bài, quý vị biết cái bài chú Thánh Vô Lượng Quyết Định Quang Minh Chân Ngôn. Cái bài chú đó hồi xưa đó nha, là không có đọc như bây giờ mình tụng đâu. Bây giờ mình tụng là án nại ma ba cát ngõ đế, a ba ra mật đạp, a u rị a nạp, tô tất đệ thiệt chất đạp, điệp ta ra tệ giả, đắc tháp cà đạt giả, a ra đế. Ở trong 10 bài chú lúc tụng Lăng Nghiêm á, mà cái bài đó là xưa không tụng vậy. Ngày xưa tụng phiên âm của người Tàu: án nại mô bọc cót ngọt ti, o lai mì thang, tô mì ti, chim chìm thang, điệp tô lao tòa gia, thác tháp kia thạc gia, thang giúp thang gió. Rồi cái câu cuối cùng là tô bọc kho. Hồi xưa tao đọc vậy, nhưng mà giờ tô bọc kho, tó bọc kho. Thì nó cũng là chữ phiên, phiên âm. Cho nên án lam, úng ram gì cũng là chữ phiên âm. Hay là ngay mình tụng thiên thủ thiên nhãn vô ngại đại bi tâm đà la ni, có chỗ là tâm đà ra ni. Thì mình sẽ thắc mắc, ủa tụng tâm đà la ni đúng hay là đà ra ni đúng? Nó là chữ phiên âm. Nhưng nếu cho mình chọn thì mình chọn đà ra ni, nó sẽ gần chữ Phạn hơn. Tại vì chữ Phạn là Dharani, thì mình đọc lại là Dharani, nó gần hơn là chữ Đà La Ni. Được hết, không sao hết. Thì Pháp Hòa kể thêm chút về để đại, lỡ ai có thắc mắc cái chuyện là tụng câu nào mới đúng. Thật sự mình tụng câu nào Phật cũng ngồi trân Phật chịu, nó I don't know what you say, it's not my language. Làm sao giảm bớt những lo âu buồn phiền khi đi ngủ? Con có biết tập hít thở nhưng vẫn len lỏi trong tâm trí con, dẫn tới giấc ngủ không sâu. Với số lượng công việc của thầy nhiều như vậy, xin thầy chia sẻ vài kinh nghiệm của thầy. Cái kinh nghiệm của Pháp Hòa đó là mình thực tập cái bài kệ: tới giờ ngủ bớt âu lo, một nằm xuống ngáy kho kho. Ta có cái bài kệ đi ngồi thiền: vào thiền đường hết âu lo, một ngồi xuống dứt trầm luân. Rồi sau này các thầy mới đùa, các thầy chế lại là: vào đi, tới giờ ngủ không âu lo, một nằm xuống ngáy kho kho. Sở dĩ chúng ta gọi là ngủ nghỉ, chữ nghỉ là dừng, dấu hỏi. Khi chúng ta dừng thì chúng ta sẽ ngủ, mà muốn ngủ là phải nghỉ. Nhưng mà chúng ta thường thường á là ngủ mà không nghỉ. Ta kêu ngủ nghỉ mà, muốn ngủ là phải nghỉ, nghỉ sự suy tư. Mà chúng ta lên giường nằm rồi thì chúng ta biến cái dấu hỏi thành dấu ngã, là suy nghĩ. Mà khi suy nghĩ nhiều thì không thể nghĩ, không dừng, dòng suy nghĩ vẫn chuyện tiếp tục diễn biến, thì làm cho chúng ta không ngủ được.
chừng ngủ nghỉ. Muốn nghỉ, muốn ngủ là phải nghỉ. Nhưng mà nếu trong ban ngày mà chúng ta làm việc mệt quá đó, thì chúng ta không gọi là ngủ nghỉ, mà chúng ta gọi là gì nghỉ? Nghỉ ngơi. Ngơi là sao? Ngơi là một cái giờ phút nghỉ mà ngắn thôi. Thí dụ làm việc cả ngày, ta nói trời tôi làm việc không ngơi, nghĩa là không có một khoảng dừng. Bây giờ mình làm việc mệt quá, mình ngơi một chút đi, ngồi xuống thở 5-3 phút thì khỏe làm tiếp. Ông Trịnh Công Sơn cũng có một bài hát đó: mệt quá đôi chân này tìm đến chiếc ghế nghỉ ngơi. Nghĩa là nói cuộc đời chúng ta đi, đi mãi mà không biết dừng, đi đâu loanh quanh cho đời mỏi mệt. Chờ ở một cái bài khác ông nói: tìm đến chiếc ghế nghỉ ngơi, mỏi quá ngồi xuống đó nghỉ một chút rồi đi tiếp. Thì cuộc sống của chúng ta cũng vậy, không ai cấm mình phải làm gì, phải suy nghĩ đâu. Nhưng mà nếu chúng ta biết rằng đã đến giờ ngủ thì như giờ sạc pin, chúng ta phải dừng ghim điện vô, đủ 8 tiếng pin nó mới đầy. Còn nếu như á, mà mình sạc pin á, mà nửa chừng mình dứt điện ra thì nó cũng có một chút, nhưng mà nó đầy, chưa có pin đầy. Mà sạc kiểu đó pin nó mau hư lắm. Thường thường sạc điện thoại, sạc cái gì là phải sạc đủ đến khi nó đầy. Chứ mình chạc nửa chừng lấy ra lấy vô, trừ trường hợp gấp thôi. Còn nếu không cần thiết là để cho nó đầy pin. Còn không thì pin nó bị ảnh hưởng, nó chưa đầy, mình lấy nó ra mình sử dụng thì nó mau hư. Thì cũng như vậy, chúng ta phải tập. Cái này là phải tập thôi đó. Chứ còn không có cách nào. Mỗi người mình thương mình thì mình phải tập. Pháp Hòa thì ngủ ít, nhưng mà ngủ là không, nằm xuống là không có suy nghĩ lo lắng gì nữa hết, vì mình biết là mình có lo con hết nữa. Nhiều lúc cố gắng trả lời một cái thơ ban đêm, tại khuya mới có giờ check mail, mà nhiều lúc mệt quá trả lời đâu có nổi, chừng một vài cái mail là đã quá sức rồi. Nhiều lúc đánh máy đánh không nổi nữa, đánh mà cái đầu mình nó không còn đủ sức, đủ sáng để mình trả lời câu hỏi đó, thì mình biết rằng mình có ráng nữa thì cũng vô dụng. Cho nên thôi dừng đi ngủ. Mẹ ngủ chừng một chút mà mình dậy thì một tiếng, hai tiếng mình vẫn đủ khả năng mình làm việc. Cho nên cái này là do mình tập.